Và kính thưa quý vị, ban tổ chức sẽ đếm từ 10 trở về 1 và chương trình sẽ chính thức diễn ra. Trong thời điểm đó là sự chuẩn bị sẵn sàng nhất từ tất cả chúng ta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chào mừng quý vị đại biểu, toàn thể du khách của 63 tỉnh thành trong cả nước, du khách từ tất cả các nơi trên thế giới đến với quê hương chúng tôi, vùng đất 400 năm lịch sử, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh, vùng đất với thiên nhiên ưu ái ban tặng bờ biển dài 198 km với rất nhiều thủy hải sản đa dạng và phong phú, vùng đất với những con người giàu nghĩa, nặng tình. Và tất cả những hành trình tuyệt vời trong chuyến du hành ấy sẽ được khởi đầu với lời mời Phú Yên, một trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Quang, với phần thể hiện của tốp nữ và nhóm múa nhà hát ca múa nhạc dân gian sau biển tỉnh Phú Yên. Xin trân trọng chào đón.
biển xanh giang tay lúa gọi mời về thăm Phú Yên. Yo yo ho yo. Để Phú Yên hôm nay ngày càng phát triển, ngày càng thay da đổi thịt và vươn lên từng ngày, để Phú Yên ngày hôm nay thêm phần thịnh vượng, thì đó là sự đóng góp của rất nhiều lĩnh vực, và trong đó chúng ta không thể không kể đến nghề chài lưới. Và một trong những nghề nghiệp đã có từ lâu đời, từ ngàn xưa cho ông bà để lại, để ngày hôm nay được bồi đắp, được phát triển nhiều hơn. Thế nhưng những vũ điệu trong lao động, trong sản xuất tại nghề biển cũng không bao giờ giảm nhiệt đi, và tất cả chúng ta đều cảm nhận điều này qua những câu hò, qua những điệu lý. Và ngay bây giờ liên tục chương trình, quý vị sẽ cùng sống trong không khí nhộn nhịp ấy với tiết mục Lý Kéo Chài, sáng tác dân ca Nam Bộ do ca sĩ Y Viên biểu diễn. Cho tiêu hết mây trái khoan hỡi khoan đò, bỏ kệ mà nghĩ ngã tư là hò. Không ai trong trèo, không ai trong trèo, ơi hò là hò ơi. Không ai trong trèo, không ai trong trèo, ơi hò là hò. Cho mưa nắng mây ai khoan ơi khoan nò, nhau cho tiêu hết mây trái khoan ơi khoan nò, bỏ kệ mà nghĩ ngã tư là hò. Cho khoan cả đây, cho tôm cả đây, lấy hò là hò ơi. Cho khoan cả đây, cho tôm cả đây. Cùng tự hào với Vịnh Xuân Đài, nơi ký hiệp định ngoại giao đầu tiên của Việt Nam và Hoa Kỳ,
Đến với Phú Yên, chúng ta sẽ rất tự hào với cảng Vũng Rô, nơi gắn liền với huyền thoại những con tàu không số. Đến với Phú Yên, chúng ta đến với những kỳ tích của danh lam thắng cảnh, như là gành đá đĩa, như là núi đá bia. Đến với Phú Yên, chúng ta đến với vùng đất giàu nghĩa nặng tình và những điều tươi đẹp. Và trong thời gian gần đây, Phú Yên là điểm đến vô cùng hấp dẫn cho du khách gần xa. Những điều này chúng ta sẽ cảm nhận rõ nét hơn, hoàn hảo hơn trong Hát Múa về Phú Yên, sáng tác Dương Thụ, do tập thể diễn viên nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển biểu diễn. Chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể nhân dân về tham dự chương trình ẩm thực xác lập 101 món ăn
từ Cá Ngừ, Đại Dương, tỉnh Phú Yên. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, thực hiện kế hoạch số 132 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2022 để quảng bá hình ảnh món ăn đặc sản, giá trị ẩm thực từ cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên đến 63 tỉnh thành trong cả nước và các quốc gia có tổ chức kỷ lục là thành viên của Liên minh Kỷ lục Thế giới Guinness, bổ sung vào thực đơn ẩm thực Phú Yên, tạo sân chơi giao lưu kết nối ẩm thực với các địa phương bạn trên toàn quốc, đưa sản phẩm cá ngừ đại dương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, tạo ra một diễn đàn chia sẻ công thức chế biến cá ngừ đại dương cùng các nhãn hàng gia vị nổi tiếng trong cả nước. Tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình ẩm thực, xác lập 101 món ăn từ cá ngừ đại dương, đó là ý nghĩa đặc biệt nhất của chương trình. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng. Về tham dự chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Chương trình trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên. Xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Bình Định và Khánh Hòa cũng về tham dự chương trình. Chương trình đồng nhiệt chào đón các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Phú Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các phòng ban đơn vị thuộc sở, các doanh nghiệp du lịch, 25 đội tham dự chương trình xác lập kỷ lục và nhân dân toàn thành phố Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên cũng về tham dự ngày hôm nay. Đặc biệt chương trình trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin trong chương trình đặc sắc này. Kính thưa quý vị, về tổ chức kỷ lục Việt Kinh, ban tổ chức vinh dự giới thiệu ông Tiến sĩ Thăng Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam. Xin vinh dự giới thiệu bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Việt Kinh. Về phía Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, xin trân trọng giới thiệu ông Chiêm Thành Long, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyên gia Độc lập Thẩm định. Xin trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Sương, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyên gia Độc lập Thẩm định. Trân trọng giới thiệu ông Cẩm Thiên Long, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Chuyên gia Độc lập Thẩm định. Xin trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Thu Hà, thành viên Trung tâm Giảng viên ngành Quản trị Nhà hàng Trường Đại học Hoa Sen, Chuyên gia Độc lập Thẩm định. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Chí Hoàng, Chi hội trưởng Chi hội Đầu bếp tỉnh Phú Yên, Chuyên gia Độc lập Thẩm định. Xin đồng nhiệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và nhân dân tỉnh nhà đã về tham dự chương trình ẩm thực xác lập 101 món ăn từ cá ngừ đại dương ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, mở đầu chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc chương trình. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu và cùng các du khách. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên ngày 1 tháng 7 năm 1989, ngày 1 tháng 7 năm 2022, tỉnh Phú Yên tổ chức tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2022
từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên điểm đến hấp dẫn, thân thiện. Đồng thời đây cũng là sự kiện kích cầu hoạt động du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng của Covid-19. Thay mặt ban tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch năm 2022, tôi xin chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, các doanh nghiệp, các địa phương đã về tham dự chương trình ẩm thực xác lập 101 món từ cá ngừ đại dương của Phú Yên. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý đại biểu, Phú Yên là vùng đất được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi với lợi thế biển, cùng với hệ thống đầm vịnh với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp, có nhiều tiềm năng du lịch phong phú, địa hình tự nhiên đa dạng góp phần tạo ra những sản vật đặc sắc. Phú Yên là một vùng đất có bề dày lịch sử về chiều sâu về văn hóa, trải qua quá trình hình thành và phát triển đã tạo nên nét văn hóa ẩm thực Phú Yên đặc trưng và hấp dẫn từ những sản phẩm địa phương đến cách chế biến. Không chỉ thế, Phú Yên được xem là cái nôi khai sinh nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam, một nghề đã giúp cho người dân Phú Yên, mảnh đất Phú Yên trở nên trù phú và yên bình như đúng cái tên gọi. Từ những đoạn vàng của câu cá của tàu biển nước ngoài bỏ sót trên biển, ngư dân làm nghề lưới chuồng ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để tìm hiểu, điều chỉnh và phát triển kỹ thuật đánh bắt cá ngừ rất hiệu quả. Từ năm 1995, nghề cá ngừ đại dương bắt đầu được phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, kích thích ngư dân bám biển. Từ đó hình thành nên các cảng lớn là nơi cung cấp cá ngừ đại dương cho các chuỗi tập đoàn, nhà hàng nổi tiếng trong nước, hình thành nên các công ty, các nhà máy phi lê cá ngừ đại dương Phú Yên xuất khẩu đi châu Âu, châu Á và các khu vực ASEAN. Cá ngừ đại dương đã trở thành đặc sản của Phú Yên từ đây. Với mục đích tôn vinh cá ngừ đại dương Phú Yên, phát triển giá trị văn hóa kinh tế cho các món ăn chế biến từ cá ngừ đại dương Phú Yên, thúc đẩy phát triển ngành thủy sản gắn với phát triển du lịch, tạo sự hình ảnh của địa phương, xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quảng bá hình ảnh, món ăn đặc sản, giá trị ẩm thực từ cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên đến 63 tỉnh thành trong cả nước và các tổ chức kỷ lục thành viên Liên minh Kỷ lục Quốc gia Vượt Kinh, bổ sung vào kho tàng ẩm thực Việt Nam, tiến tới biên tập thành sách tài liệu giới thiệu về ẩm thực Phú Yên, đồng thời là dịp để giao lưu, kết nối ẩm thực, chia sẻ công thức chế biến cá ngừ đại dương với các địa phương trên toàn quốc. Tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình ẩm thực xác lập 101 món ăn từ cá ngừ đại dương Phú Yên, đăng ký xác lập kỷ lục là sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ cá ngừ đại dương nhiều nhất ở Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình này, quý đại biểu và du khách sẽ xem và tham quan các món cá ngừ đại dương do các đầu bếp của 25 đội đến từ Phú Yên và các tỉnh thành thực hiện. Việc chế biến, công diễn và trình diễn dưới sự giám sát của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển ẩm thực Việt Nam và Hội đầu bếp Chiên Nguyệt Sài Gòn và Ban tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Thay mặt Ban tổ chức chương trình, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, các địa phương và các đơn vị đã về dự chương trình. Cảm ơn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Hội đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn và các chuyên gia ẩm thực độc lập đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý các doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết để tổ chức chương trình. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã về dự và đưa tin. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình ẩm thực xác lập 101 món cá ngừ đại dương của Phú Yên. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các du khách sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, quý du khách cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà sẽ xem đoạn video clip giới thiệu về nghề đánh bắt cá ngừ của tỉnh Phú Yên. Xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi. Cá ngừ đại dương đã trở thành thương hiệu. Cá ngừ đại dương đã trở thành thương hiệu, một sự nhắc nhớ với nhiều người khi nhắc đến du lịch Phú Yên. Bởi những món ăn độc đáo, đặc sắc mà nhiều du khách không thể bỏ qua khi đến với vùng đất này. Bên cạnh chiều sâu văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo riêng có,
những món ăn từ cá ngừ đại dương đã không chỉ mời gọi mà còn níu chân du khách đến với Phú Yên trong những năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Trước đây, loài hải sản này chủ yếu xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Á, khu vực ASEAN hoặc bán cho các nhà hàng lớn trong nước. Thì giờ đây, người dân và du khách dễ dàng thưởng thức nhiều món ăn độc đáo được chế biến từ cá ngừ đại dương. Thịt cá ngừ tươi ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao. Bởi vậy, gần đây khi du lịch trên vùng đất được mệnh danh là cái nôi của nghề câu cá ngừ đại dương, nhiều du khách không thể bỏ qua việc thưởng thức những món ăn đặc sắc từ loại hải sản này. Các món ăn ngon được các đầu bếp chế biến ngày càng phong phú, đậm đà và mang hương vị rất riêng. Nổi tiếng và thông dụng nhất là món phi lê cá ngừ đại dương cuốn cải xanh mù tạt và món mắt cá. Cá ngừ đại dương áp chảo, chả bông cá ngừ đại dương, gỏi bao tử cá ngừ đại dương, súp nhân sâm Phú Yên nấu với cá ngừ đại dương. Lịch sử hình thành nên nghề câu cá ngừ đại dương luôn là niềm tự hào của người dân Phú Yên. Bởi vậy, nhiều sự kiện lớn trong và ngoài tỉnh, Phú Yên đều đưa vào các hoạt động trình diễn ẩm thực cá ngừ đại dương. Hơn 30 năm qua, nghề câu cá ngừ đại dương hình thành phát triển không chỉ tạo sinh kế cho hàng ngàn lao động ven biển của tỉnh, mà thương hiệu cá ngừ Phú Yên cũng đã được định vị trong và ngoài nước, tạo nên nhiều giá trị đặc sắc đang được địa phương khai thác, phát huy, gắn liền với nhiều hoạt động du lịch của tỉnh. Những món ăn từ cá ngừ đại dương là sản phẩm du lịch độc đáo bậc nhất trên vùng đất hoa vàng, cỏ xanh trong những năm gần đây. Những tràng vỗ tay cũng như sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, cá ngừ đại dương đã trở thành thương hiệu, một sự nhắc nhớ với nhiều người khi nhắc đến du lịch của tỉnh Phú Yên. Bởi qua những món ăn độc đáo, đặc sắc mà nhiều du khách không thể bỏ qua khi đến với vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh. Trước đây, loại hải sản này chủ yếu xuất khẩu sang các nước châu Âu, châu Á, khu vực ASEAN hoặc bán cho các nhà hàng lớn trong cả nước. Thì giờ đây, người dân và du khách sẽ dễ dàng thưởng thức món ngon độc đáo này bởi vì đã đánh bắt sản lượng nhiều và cũng đã cung ứng thật là đầy đủ cho thị trường. Thịt cá ngừ thì tươi ngon, hàm lượng dinh dưỡng lại cao, được các đầu bếp chế biến ngày càng phong phú, đậm đà và mang hương vị rất riêng. Nổi tiếng và thông dụng nhất như chúng ta đã theo dõi đoạn clip đó là phi lê cá ngừ đại dương cuốn với cải xanh hay là mắt cá ngừ đại dương tiềm thuốc bắc.
lịch sử hình thành nên nghề câu cá ngừ đại dương nói chung và các món ăn đến từ chế biến từ cá ngừ đại dương nói riêng luôn là niềm tự hào của người dân Phú Yên. Bởi vậy rất là nhiều sự kiện lớn trong và ngoài tỉnh Phú Yên đều đưa các hoạt động trình diễn ẩm thực cá ngừ đại dương, cũng như ngày hôm nay chúng ta có mặt trong chương trình này. Và ngay bây giờ chúng ta đã thấy trên sân khấu rất là sẵn sàng hình ảnh nguyên vẹn một con cá ngừ đại dương vừa mới đánh bắt. Và đâu phải tất cả những ai từng ăn cá ngừ đại dương cũng chứng kiến hình ảnh phi lê cá ngừ đại dương, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta mắt sẽ thấy chiêm ngưỡng tận nét, sắc nét vô cùng trên màn ảnh được phát trực tiếp, cũng như là thông qua các bàn tay tài hoa của các đầu bếp nổi tiếng sẽ thực hiện công đoạn này. Sau khi mà tất cả các anh sẽ có cái phần chuẩn bị sẵn sàng set up trên sân khấu khi đưa từ dưới lên. Và bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến bốn thành viên: anh Nguyễn Tấn Tài, anh Lê Việt, anh Nguyễn Văn Hùng và anh Bùi Văn Thân. Và một đại diện cũng sẽ tiếp tục đến với màn trình diễn phi lê cá ngừ đại dương, trong một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị. Và theo quan sát thì Dân thấy rằng là có rất là nhiều sự quan tâm, bởi vì cũng có khá nhiều những đầu bếp đã từng chế biến món ngon từ cá ngừ đại dương. Thế nhưng để phi lê một con cá lớn mấy chục ký như thế này thì hẳn nhiên có thể là chúng ta cũng chưa làm. Vì thế đã có rất là nhiều ống kính mong muốn bắt cận cảnh. Thế nhưng mà chúng tôi cũng sẽ công bố kênh đã phát trực tiếp tất cả những hành động cận cảnh của các đầu bếp để chúng ta có thể quan sát và theo dõi. Và xin mời chúng ta bắt đầu ạ. Đầu tiên sẽ là công đoạn dùng một chiếc dao thiệt là dài và bén tách ở phần mang, để rồi tách rời phần đầu cá. Mọi người nghĩ rằng với một cái công đoạn khó khăn là phi lê ra từng cái thớ thịt cá ngừ đại dương thì nó sẽ mất thời gian là bao lâu? Em thấy trong cái timeline chương trình là 10 phút em ngỡ ngàng lắm. Bởi vì nếu như mà đưa con cá to vật vã như thế này cho Cẩm Dân thì không biết một ngày hay 10 ngày có xong hay chưa, mà các anh ấy bảo rằng làm 10 phút. Wow, công đoạn đầu tiên đã xong trong vòng có 30 giây thôi thưa quý vị. Tặng một tràng vỗ tay. Và chúng ta sẽ đưa ngay phần đầu cá ngừ vào bên trong để có cái phần bỏ thớt và đưa vào trong theo cái sự hướng dẫn từ ban tổ chức. Có thể nói rằng trong tất cả các bộ phận của con cá ngừ đại dương, phần nào cũng có hàm lượng dinh dưỡng cao và không bỏ bất kỳ một thành phần nào trong con cá. Và bởi vì thế mới có thể chế biến ra được 101 món. Với chị em phụ nữ mà phải nói nội trợ cực kỳ đảm đang thì chúng ta cũng không thể nào tưởng tượng mình có thể làm được 5 món từ con cá ngừ này. Và Dân đang phân vân không biết là 101 món ấy là món nào, đang rất tò mò. Và bây giờ bắt đầu đến phần phi lê 4 thớ thịt từ trên thân cá. Phần này là phần quan trọng nhất, bởi vì cái thớ thịt cá có ra đẹp hay không nó cũng sẽ góp phần cho cái phần phi lê từng miếng nhỏ nó đẹp hay không. Và phải nói là làm khá là chuyên nghiệp ha. Thấy bàn tay anh ấy vô cùng điêu luyện ý. Thời gian gần đây có rất là nhiều những người bạn của Dân từ rất là xa
mỗi lần đặt đến Phú Yên xong là đặt mua nguyên con như vậy, một con khoảng 30 đến 35 cân để mà mang về Sài Gòn hay Hà Nội, họ có thể chế biến rất là nhiều món. Thế nhưng mà họ cũng phân vân hỏi mình rằng là có bao nhiêu cách chế biến. Wow, miếng phi lê đầu tiên nó có hai phần, có hai phần, trong khi mà phi lê ra một phần tư thân cá, một phần thịt đen và một phần thịt đỏ. Thường thì dân thấy cái phần thịt đỏ sẽ là phần mình cuốn, mình phi lê mình cuốn cải xanh chấm phù tạc đó quý vị. Còn cái phần thịt đen thì dân cũng chưa ăn bao giờ nên cũng chưa có biết. Xíu nữa chúng ta sẽ xem thử có cái đầu bếp nào dùng cái phần này để chế biến ra món ngon hay không. Thế nhưng mà khi họ hỏi bao nhiêu cách chế biến thì dân cũng chỉ biết có vài món sơ sơ thôi. Chứ cũng không có biết nhiều để mà hướng dẫn cho họ. Nhưng mà trong thời gian gần đây đi ăn ở các nhà hàng của tỉnh Phú Yên thấy rằng có quá là nhiều món ngon lạ luôn. Có hôm ăn bít tết cứ tưởng đâu là thịt bò, cuối cùng xong hồi ăn đâu 2-3 miếng xong mới phát hiện ra ôi, từ cá ngừ đại dương cũng làm bít tết được. Và cái cá ngừ đại dương mà sốt tiêu đen á, còn ngon vô cùng hơn nữa. Thật sự là nói đến đây thôi cũng háo hức. Và xí nữa trong những công đoạn sau chúng ta sẽ thấy sự phong phú, đa dạng và tuyệt vời hơn cả từ các đầu bếp khi họ đã sẵn sàng những tinh túy và tất cả thông qua những cái gia vị khác nhau họ có thể tạo ra những cái món ngon từ cá ngừ đại dương khác nhau như thế nào. Và bây giờ đang phi lê đến công đoạn thớ thịt cá thứ hai. Hai cái thế ở trên vây lưng sẽ được cắt ra đầu tiên, bởi vì cái phần này là cái phần giữ vững và cứng nhất có thể làm trước, và cái phần ở vùng bụng thì hai cái miếng ở phần bụng sẽ phi lê sau. Dân thấy không, tất cả các đầu bếp đều phi lê theo hướng này. Và cái lần đầu tiên mà trong năm 2014 dân lần đầu tiên thấy phi lê bởi một ngư dân ở phường 6 thì phải nói là chú ấy làm nhanh như chớp nhí, làm mà phải nói là mắt mình như mắt thường nhìn mình ngưỡng mộ luôn. Không biết, và ngày hôm nay anh ấy còn làm dân ngưỡng mộ rất là nhiều lần, bởi vì từng cái đường cắt phải nói là ra cái thớ cá. Nếu mà quý vị tận mắt cận cảnh chứng kiến ở trên sân khấu này, chúng ta thấy từng cái đường cắt những cái miếng cá nó đẹp lắm, nó không có một cái phần si nào cả. Đó là tài nghệ của những đầu bếp chuyên nghiệp, phải nói rất là nể. Wow. Và cũng thêm một cái thông tin chia sẻ, cá ngừ đại dương mà chúng ta ăn ở cái tầm cá mà 25 kg đến gần 30 kg là không ngon đâu nha quý vị. Và cái tầm ký mà cá mà ngon nhất là 55 kg. Từ 50 đến 55 kg là thịt cá nó sẽ ngon nhất, thơm ngon nhất, bổ dưỡng nhất. Vì thế ngày hôm nay chọn đúng cái chuẩn ngon nhất luôn là con cá này 55 kg. Đó, chọn những điều tuyệt vời nhất để các đầu bếp của 25 đơn vị bạn có thể chế tác ra những món ngon, những món hấp dẫn. Wow, tuyệt vời. Và bây giờ miếng phi lê thứ ba. Đặc thù của con cá ngừ đại dương thưa quý vị là nó phần thịt nó rất là nhiều. Những phần khác cũng dùng được hết, như là phần đầu này, phần đầu thì lấy hai mắt cá. Với cái sản lượng đánh bắt phải nói cực kỳ cao và cũng không có dễ dàng. Thế nhưng mà với lượng mắt cá ngừ rất là nhiều, có thể bán đặc sản cho nhiều nơi như thế, thì dân nghĩ rằng nghề đánh bắt cá ngừ đại dương của Phú Yên đã và đang rất là thành công, mang lại thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, ngư dân trong toàn tỉnh. Điều đó là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Thưa quý vị, dân có hỏi các anh ấy là từ bao nhiêu năm nay các anh có biết là khi mà mình đánh bắt cá ngừ đại dương á, thì cái con cá ngừ lớn nhất mà mình đã từng được thấy và được chạm đến rồi là bao nhiêu cân? Dân hỏi là được 100 cân không? Anh nói ồ đâu mà, mình cũng nghĩ là thấp hơn. Anh bảo rằng là con mà anh đã từng chứng kiến là 270 cân, và nghe bảo đâu là còn có những con lớn hơn nữa. Nếu mà nó lớn như thế chắc có lẽ là sẽ dùng những cái cần để mà cẩu rồi đưa nó lên bờ rồi bắt đầu tiến hành như thế nào, là cả một cái dây chuyền. Và có lẽ là chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về điều này sau khi nắm những cái thông tin dân sẽ chia sẻ trong suốt cái quá trình mà các đầu bếp trình diễn các món ăn. Và bây giờ
25 phần đã được chia. Wow, bằng mắt thường, bằng tay thường, nhưng mà Giang nghĩ nếu mà đưa lên cân thì nó không chênh lệch nhau là mấy đâu. À, bằng tay vàng trong làng phi lê cá, rất là ngưỡng mộ anh ấy. Đều nhau tăm tắp ấy nhờ. Vốn dĩ là cá ngừ đại dương là nó đã ngon, ngon sẵn rồi. Phần thịt nó rất là ngọt, ngon, có thể ăn sống được, ăn mù tạt được. Thì quý vị biết rằng là nó, cái nguyên bản của nó ăn cảm giác như một nửa từ cá và một nửa từ thịt vậy đó. Nó không có ngắn, vì thế chế biến của nó cũng ít khi mà dùng gia vị nhiều hay là làm nó cầu kỳ hay phức tạp hơn thì nó cũng đã ngon sẵn rồi. Và bây giờ sau khi đã phi lê đến miếng cuối cùng để chia thành 25 miếng đều tăm tắp nhau, thì chúng ta sẽ đến với những cái hạng mục tiếp theo còn hấp dẫn và tuyệt vời. Đại dương đã hoàn thiện và không biết nãy giờ có ai đã từng tò mò tính bao nhiêu phút mà anh ấy đã hoàn thiện hay chưa. Thế và Dân, nhưng mà Dân nghĩ rằng không quá 10 phút đâu. Bởi vì nói đến cái mấy câu đã xong rồi. Quá là tuyệt vời. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả các đầu bếp của 25 đội chúng ta sẽ lên sân khấu để đón nhận phần phi lê cá của mình. Và chúng ta sẽ chế biến các món ngay bây giờ từ phần thực phẩm chúng ta đã được nhận trên sân khấu. Đêm đánh bắt bây giờ là tàu đã vào cảng, cập cảng và chúng ta đã đạt được một cái thành quả tốt. Và bây giờ ngư dân đang đưa thành quả về để mà chế biến những món ngon cho gia đình vậy đó. Cái cảm giác này rộn ràng và tuyệt vời quá. Thưa quý vị, như là một màn trình diễn vậy đó. Thật ra là 25 dĩa chia rất đều, thế nhưng mà chúng ta có những người mẫu, nhiều khi các đội đi hai thành viên ra sân khấu cho thiệt là đẹp. Và chúng ta sẽ khẩn trương đưa cái phần đầu cá cũng sẽ vào bên trong. Quý vị, chúng ta đã liên tục nói về cách phi lê cá ngừ, chúng ta cũng nói về nhiều cái món ngon thông qua video clip tư liệu, cũng như là Dân đã chia sẻ những món nấu từ cá ngừ đại dương. Bởi vì mỗi bộ phận trên con cá ngừ đại dương đều có thể cho ra một món ngon được. Thế nhưng trong thời gian gần đây tại tỉnh Phú Yên có rất nhiều món ngon được du khách gần xa yêu thích, được chế tác từ cá ngừ đại dương. Trong đó không thể không kể đến một món hấp dẫn ngay sau đây Dân sẽ giới thiệu đến quý vị. Thế nhưng trước khi mà Dân giới thiệu tên của món ăn chế biến từ cá ngừ đại dương này, thì xin được mời quý vị sẽ cùng chào đón phần trình diễn cooking show do bếp trưởng Abed Mandala Phú Yên, Chef Lê Văn Hải
xin được trân trọng chào đón anh đến với buổi trình diễn ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông thường với tất cả những món ngon, món bổ thì chúng ta đều nghĩ ngay đến những hương vị đậm đà và có nhân sâm. Và thật sự cũng khi ăn mắt cá ngừ đại dương với các hương vị tiềm thuốc bắc á, thì cũng đã mong muốn, đã tưởng tượng nghĩ một điều, nếu mà trong này có bỏ thêm củ nhân sâm thì ngon biết mấy, bổ biết mấy. Và đến ngày hôm nay tự dưng một cái suy nghĩ thoáng ngày đào bỗng thành hiện thực ở trên phần trình diễn của anh Hải. Thì điều đó là điều tuyệt vời, và chúng ta sẽ đến với phần trình diễn súp nhân sâm Phú Yên nấu với cá ngừ đại dương. Thưa quý vị, bây giờ là phải nói là Dân đang tò mò để đợi anh mở cái gia vị của mình ra để nói chia sẻ một xíu. Dân hỏi anh á, là nhân sâm này mua từ Hàn Quốc hả anh? Anh nói không, trồng tại Phú Yên. Wow, ngạc nhiên vô cùng luôn, trồng ở vùng đất nào anh Hải nhờ? Và được trồng tại cao nguyên Vân Hòa, một trong những điểm du lịch vô cùng tuyệt vời trong thời gian gần đây và du khách gần xa hay đến. À, chúng ta chẳng phải đi Hàn Quốc nữa, đến Phú Yên cũng đã có nhân sâm rồi thưa quý vị. À, rất là nhiều củ nhân sâm đã được có tại đây. Và với bàn tay tài hoa của anh Hải, cảm Dân nói rằng tài hoa, bởi vì ngay cái thớ cá đầu tiên được cắt ra là Dân đã thấy như một nghệ nhân rồi. Quá là tuyệt vời. Và quý vị có thể quan tâm thì chúng ta theo dõi từng hành động của anh ấy trên sân khấu. Thật là nhanh thoăn thoắt và thật là hấp dẫn. Thế nhưng cũng có rất là nhiều điều hấp dẫn dành cho tất cả quý vị khách quý, du khách gần xa cũng như nhân dân của Phú Yên về tham dự và cổ vũ cho chương trình. Đó là những câu hỏi để sở hữu những phần quà tuyệt vời khi về tham dự ngày hôm nay. Chúng ta đã liên tục theo dõi những lời chia sẻ của Dân, cũng như là chúng ta liên tục theo dõi những đoạn clip giới thiệu từ ban tổ chức chương trình và từ các đầu bếp. Thì bây giờ xin được có 3 phần quà được tài trợ bởi nhãn hàng Gungon tặng cho khán giả tham dự ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên rất là dễ luôn. Nơi khởi đầu của nghề câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên là đâu? Nơi khởi đầu. Không khi nào mời khán giả ngồi ở bên dưới này thôi, chứ không bao giờ mời cánh gà. Nhiều khi người ta nói mình avatar đội nhà sao? Nơi khởi nguồn của nghề câu cá ngừ đại dương tại Phú Yên là đâu? Wow, đây có một chị khán giả phải nói là giơ tay và nụ cười rất là tươi. Em mong rằng là chị sẽ trả lời chuẩn phát một đầu tiên. Dạ thưa quý khách, nơi khởi đầu nghề câu cá ngừ đại dương đó là các ngư dân phường 6 năm 1996. Phải nói là còn bonus thêm cái năm 1996 nữa, tuyệt vời vô cùng. Và sẽ có một phần quà dành đến cho chị ngày hôm nay. Xin mời ban tổ chức ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều, không những là quan tâm nhiều thông tin và chia sẻ thêm những thông tin rất là bổ ích hấp dẫn. Xin được cảm ơn đại diện cho nhãn hàng đã dành những phần quà rất là tuyệt vời. À, thưa quý vị, giơ cái phần quà lên em coi này, rất là nặng này, Google chuẩn bị nhà hàng này, cả phong bì nữa cơ. Hấp dẫn chưa, tuyệt vời chưa, cho một tràng vỗ tay thưa quý vị, quá là chu đáo, cảm ơn nhãn hàng. Và câu hỏi thứ hai của chúng ta, cá ngừ đại dương ở Phú Yên chủ yếu xuất khẩu sang các nước khu vực nào trên thế giới? Ai, lúc nãy là nữ rồi, bây giờ phải là nam đó. Nhưng mà không bao giờ mời Phú Yên đâu. Không biết lúc nãy em không rõ là chị người tỉnh nào, nhưng bây giờ Dân sẽ mời tỉnh bạn. À, bạn là chắc chắn là tỉnh khác này.
Tại vì nếu như mà đầu bếp nổi tiếng Phú Yên ai dân cũng nhận diện được hết á. Bạn đến từ tỉnh nào? Xin chào tất cả mọi người, Thông đến từ Bình Dương. Bạn đến từ Bình Dương, bạn Nguyễn Văn Thông. Và ngày hôm nay bạn có tham gia trong đội chế tác các món từ cá ngừ đại dương. Dạ vâng, hôm nay thì Thông cùng với các em đầu bếp Bình Dương thì cũng đem tới một số món đặc trưng của Bình Dương kết hợp với cá ngừ của Phú Yên. Wow, quá tuyệt vời. Cảm ơn tất cả Bình Dương thương yêu. Và bây giờ bạn có thể chia sẻ tất cả cá ngừ đại dương thường được xuất khẩu sang các nước nào? Nó ở khu vực ASEAN, châu Á và châu Âu. Thì cá ngừ đại dương Phú Yên đều được xuất khẩu sang những khu vực đó. Không thể nào mà còn một thông tin nào bổ sung thêm nữa. Quá chuẩn rồi. Cảm ơn những thông tin tuyệt vời đón nhận từ bạn. Và bây giờ cũng sẽ có một món quà dành đến bạn. Bạn có thể ra giữa cái lối này để có những cái khung ảnh đẹp nhất ạ. Lại nhận quà. Thưa quý vị, nhãn hàng Google, chuẩn bị nhà hàng đã tài trợ cho phần thưởng thứ hai. Thật tuyệt vời, cảm ơn chị đã đại diện công ty có những phần quà hết sức là dễ thương. Và chúc mừng Bình Dương. Bây giờ câu hỏi thứ ba, đi xa xa hơn khán giả khỏi phân bì. Rồi, câu hỏi thứ ba của chúng ta. Năm 2017, một món cá ngừ đại dương được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là top 100 món ăn ẩm thực đặc sản tiêu biểu của Việt Nam. Đó là món nào? Đó là món nào? Đó là món nào? Trời ơi, rất là muốn ưu tiên phụ nữ luôn. Nhưng mà lúc nãy mời bên tả rồi, bây giờ phải mời bên hữu. Bạn đến từ tỉnh nào ạ? Tỉnh Khánh Hòa. Rồi, ai về Bình Định tham gia Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em? Mình là một gia đình. Mình mời bạn có phần chia sẻ đó là món nào ạ? Mắt cá ngừ tìm thuốc bắc. Mắt cá ngừ tìm thuốc bắc. Trời ơi, ai đọc sách trước không mà nói câu nào cũng chuẩn hết vậy. Cảm ơn bạn và xin mời bạn đón nhận món quà từ chương trình. Xin mời đại diện của Gun sẽ tiếp tục trao phần quà tiếp theo. Và hy vọng rằng các loại gia vị của Gun sẽ được chúng ta lựa chọn để chuẩn bị nhà hàng cho những món ngon của mình. Và chúng ta đừng từ chối một tràng vỗ tay để chúc mừng những câu trả lời vô cùng tuyệt vời và chu đáo từ các đầu bếp của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn đại diện nhãn hàng rất nhiều. Và hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang khá là tò mò, không biết là anh Hải đã làm đến công đoạn nào rồi. Gần xong rồi, thấy những chiếc lá thì là được anh ấy lấy cái phần ngọn ra khá là tỉ mỉ. Bởi vì đó là cái thời điểm mà chúng ta chờ đợi cái phần súp nó sôi lên. Nhân xong á, được cắt lát mỏng 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 nhỏ 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 như là những cái sợi nấm nhỏ mà chúng ta khi mà nấu súp vậy đó thưa quý vị. Bây giờ chờ ra sôi và chín thôi. Thưa quý vị, lúc nãy theo cái sự tò mò của những cô gái nói chung á, thì Dân rất là muốn xem bắt chước để về nhà nấu thử. Không biết là sau bữa nay anh Hải có vui lòng mà có một buổi cà phê em mời rồi chia sẻ công thức nấu món này không? Rồi mình mua nhân sâm ở trên cao nguyên Vân Hòa nó có đắt lắm không anh? Có đắt như mình mua ở Hàn Quốc không? Rẻ hơn rất nhiều luôn hả? Nhưng mà hàm lượng dinh dưỡng nó đảm bảo không? Cái này nó rất tốt cho phụ nữ. Rất là tốt cho phụ nữ. Thường cái sâm này mình có ngâm rượu rồi được trong những cái bình như là mình đã từng mua không? Nói chung là cái sâm này là một cái đặc sản của cao nguyên Vân Hòa, tỉnh Phú Yên. Và cái món nhân sâm này nấu được rất là nhiều món. Không những là cá ngừ mà có thể là ngâm rượu hoặc là nấu những món ăn chế biến từ các nguyên liệu khác với nhau. Không chỉ từ cá ngừ đại dương mà từ tất cả những nguyên liệu khác cũng có thể chế biến từ nhân sâm. Thì chúng ta cũng thấy rằng nhân sâm là một cái vị thuốc vô cùng bổ để giúp tăng cường thể lực cũng như là giúp cho người ốm rất là mau phục hồi. Và Dân nghĩ rằng với nhân sâm đã có mặt tại Phú Yên, đã trồng được trên mảnh đất của chúng ta rồi,
thì không có lý do gì mà một ngày nào đó người dân Phú Yên cũng ai cũng sẽ có thể sử dụng được, có thể dùng đến được. Bởi vì giá thành nghe anh Hải chia sẻ là nó đã mềm đi rất là nhiều rồi. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Và với một chén súp như thế này mà khi nấu ra tại nhà hàng như là Abet mình thì giá thành nó bao nhiêu ạ? Rơi khoảng 80.000. Không có 80.000 thôi một cái bát súp lớn như thế này á. Là bình thường em hay chọn súp rong biển gì đó. Thì bây giờ rồi sợi gì tơ đó nhờ. Dạ bây giờ em có thể đổi qua món này. Ngoài Abet ra thì các nhà hàng khác đã sở hữu bí quyết nấu món này chưa ạ? Hầu như là nhà hàng nào cũng sẽ có cái món này. Anh Hải anh rất là hào phóng á, và chắc chắn là cái công thức này không giữ cho riêng mình đâu. Điều tuyệt vời là khi chúng ta chia sẻ để lan tỏa. Và với tinh thần một đầu bếp chuyên nghiệp như anh Hải và với một cái trái tim luôn chia sẻ của người Phú Yên thì chắc chắn rằng món ngon này cũng sẽ được lan tỏa. Và tất cả các quán cho đến nhà hàng, dù là có sao hay là không có sao, thì chắc chắn rằng món này cũng sẽ được ngự trị và được du khách gần xa yêu mến. Và thật tuyệt vời khi bổ sung vào menu ẩm thực của tỉnh nhà một món ngon và bổ và rất là tốt cho sức khỏe của người dân địa phương cũng như du khách. Và bây giờ thật sự là nhìn thôi là cái vị giác đã kích thích rồi. Rất là tuyệt vời, cảm ơn anh Hải. Em không biết rằng là bếp nóng hay là em nóng mà bây giờ mồ hôi mồ kê quá vậy. Do bếp nóng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và xin mời anh Hải sẽ ra phía trước. Dạ. Thưa quý vị, phần trình diễn của anh Hải trên sân khấu có thể là chúng ta quan sát trên màn ảnh rộng nó sẽ rõ nét hơn. Và với độ đẹp mắt này, ngon, tinh tế thì Giang nghĩ rằng anh ấy xứng đáng đón nhận một tràng vỗ tay của chúng ta dành đến cho một món ngon, vật lạ của tỉnh Phú Yên chế biến từ những điều thân quen. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, ngay bây giờ, sau Giang nghĩ rằng sau có khoảng 10 phút thôi, sau khoảng 10 phút thôi, kể từ giây phút các đầu bếp mang nguyên liệu là một miếng cá ngừ phi lê vào bên trong bếp để tiến hành sơ chế và tạo ra món ăn từ những cái gia vị khác nhau họ đã chuẩn bị trước, thì bây giờ hẳn nhiên ai cũng tò mò 101 món chế biến từ cá ngừ đại dương đó là món nào, trông đẹp mắt ra sao, trông hấp dẫn như thế nào, nhìn thôi là đã đủ sức hút chưa. Và từ tín hiệu từ ban tổ chức, xin được mời các đầu bếp sẽ có sự chuẩn bị sẵn sàng nhất trong phần xuất hiện của chúng ta. Thưa quý vị, với phần sẵn sàng nhất tín hiệu từ ban tổ chức, chúng tôi xin được chào đón và xin mời quý vị sẽ hướng về vị trí bàn chuẩn bị để chúng ta đón chào tất cả các đơn vị với phần trình diễn 101 món ngon được chế biến từ cá ngừ đại dương. Ba, hai, một, cho một tràng vỗ tay thật lớn từ tất cả chúng ta. Thật sự là buổi trưa đi làm về cũng vật vã nửa tiếng đồng hồ mới ra được món rau muống xào tỏi. Mà không hiểu sao trong vòng có mười mấy phút thôi mà những cái phần công phượng gì đó là chế tác trước nha quý vị. Đừng có suy nghĩ trong vòng có mười mấy phút mà chế tác được đó. Việc biểu mấy anh vậy là hơi khó. Họ đã chuẩn bị cái phần phông nền trước rồi. Wow, không thể tin được, bằng mắt thường không thể tin được. Ngạc nhiên hết sức. Làm sao có thể? Và nó là mắt cảm nhận cứ đang tròn ngược xoay thôi. Hấp dẫn không thể nào tin được, không thể nào tả nổi luôn. Màu sắc phong phú vô cùng.
cái cảm giác giống như là chúng ta đang đến với một cuộc thi tuyển chọn các đầu bếp xuất sắc ở trong hoàng cung vậy đó. Món nào món đó đều rất là hấp dẫn, đều rất là tinh tế. Hôm nay phải nói là Dân là người hạnh phúc nhất khi luôn đứng được ở những cái vị trí có thể quan sát được những điều tươi ngon nhất từ sự chế biến tài hoa của các Dân xin phép được gọi là các nghệ sĩ đầu bếp. Các anh quá tài ba, và phần di chuyển cũng khá là ngoạn mục để về các vị trí của mình. Kính thưa quý vị, để đánh giá chất lượng các món ăn cũng như làm cơ sở để tổ chức kỷ lục Việt Kinh thẩm định hồ sơ và xác lập kỷ lục sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ cá ngừ đại dương nhiều nhất Việt Nam, ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên, Trung tâm Văn hóa Ẩm thực, Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Chi hội Đầu bếp tỉnh Phú Yên cùng tiến lên tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng và cách trình bày các món ăn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Cái vị trí đầu tiên ở bên cánh phải sân khấu, thưa quý vị, với tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc và rất là chuyên nghiệp, đầu tiên sẽ là phần quan sát sự chỉnh chu cũng như tất cả các bảng tên đều để tên của món đã được chế tác tại đây. Thưa quý vị, trong phần trưng bày đầu tiên chúng ta có thể bắt gặp salad cá ngừ, hộp cá lóc rừng, cũng như là lòng cá ngừ ôm súp cà lào, cá ngừ ướp củ amro rừng, sốt rượu cần nếp cẩm, cá ngừ một nắng trộn cà đồng bào giả cối, rồi thêm một món cuối cùng là chót đuôi cá ngừ nấu lá é rừng, ớt xiêm rừng. Wow, 5 món. Mỗi đơn vị là từ 4 đến 5 món. Và bây giờ chúng ta đến với đơn vị thứ hai, kèm những cái gia vị kèm theo. Khá là hấp dẫn, với nhìn chén muối hay là chén ha mắm cà cực kỳ là ngon. Ở đơn vị thứ hai chúng ta sẽ bắt gặp, quý vị nhớ 5 cái tên đầu tiên rồi, và chúng ta sẽ không bắt gặp một cái tên nào trùng trong cái quá trình hành trình từ ban tổ chức xác lập kỷ lục. Lương cá ngừ áp chảo sốt thanh long kèm đợt mây nướng. Wow, tạo nên một cái màu khá là bắt mắt. Chóp đuôi cá ngừ nấu chuối đậu kèm bún tươi. Món tiếp theo của chúng ta là búp thanh long trộn cá ngừ một nắng, chả cuốn lường cá ngừ. Và tiếp theo nữa là súp canh thịt đuôi cá ngừ nấu lá bếp dami. Wow, những cái hương liệu, những cái gia vị khá là lạ, Dân cũng chưa từng nghe đến luôn. Rồi, hé mở ra một cái bức tranh sơn thủy hữu tình. Xin mời ban tổ chức cho một cái micro cho ban thẩm định ạ. Chúng ta đến với đơn vị số 3. Cho nhạc nhỏ lại ạ. Trong quá trình thẩm định thì rồi ban tổ chức sẽ không có ý kiến trong quá trình thẩm định. Xin cảm ơn. Giữ lại micro lên giúp chị đi. Em ơi, lấy. Dương. Wow, rồng phượng quá là đẹp mắt. Và trong cái gian ẩm thực số 3 thì chúng ta sẽ tìm thấy cá ngừ áp chảo sốt é trắng Phú Yên, salad cá ngừ,
bánh tortilla cuộn cá ngừ. Wow. Cái này thấy là khá là lạ. Và thêm là bí đỏ ôm mắt cá ngừ và sâm Phú Yên. Đây lại là một cái món ngon tiếp tục dùng với bí đỏ và sâm. Và được trang trí những quả bí đỏ cắt tỉa thành công phượng rất là đẹp. Rồng phượng. Ôi trời ơi, sơn thủy hữu tình thế. À, bên cạnh thẩm định thì ban thẩm định cũng có chia sẻ đến với hội đầu bếp cũng như là các đầu bếp là những cái món nào có thể là thông dụng được, và cũng có những cái góp ý về cái quy trình. Ban thẩm định cũng đang khá là tò mò với món cá ngừ nấu Luciana. Tên khá là kiêu kỳ, quá là đẹp. Rồi thêm nữa là món súp Aladdin cá ngừ. Wow, những cái tên bắt mắt và nhìn cận cảnh là thấy nó bắt mắt không khe kém gì cái tên. Hiện tại ban thẩm định đang có mặt tại Gành Đá Đĩa của tỉnh Phú Yên. Một cái bức tranh tái hiện từ những miếng bí đỏ quá là đẹp mắt. Phải nói là ngưỡng mộ bàn tay chế tác của các nghệ nhân đầu bếp của chúng ta. Quá là đỉnh cao của việc chế tác và trang trí. Rất là đẹp mắt. Và bên cạnh đó, Cầm Dân cũng tiếp tục truyền tải thông tin về những món tiếp theo, những cái tên không bao giờ trùng nhau. Chúng ta đến với món súp cá ngừ bí đỏ, lường cá ngừ sốt phô mai trứng muối, cá ngừ rang muối kiểu nhà hàng Vi Nam, thăn cá ngừ áp chảo sốt XO. Những cái phần trình bày nhìn thôi là chỉ muốn mâm mâm thôi, quá tuyệt vời. Và kèm theo những cái phần cắt tỉa từ những quả dưa hấu khá là tươi mát và ấn tượng. Trên danh mục ở dãy đầu tiên trong phần trưng bày các chế tác của các đầu bếp, xin đến với món mì bay cá ngừ sốt hành gừng Hồng Kông, cá ngừ sám búi Đài Loan, lường cá ngừ rang hoàng kim trứng cá hồi, thăn cá sốt mẹ đen dừa tí hon. Phải nói là khá là tuyệt vời với cái phần sáng tạo súp Aladdin cá ngừ. Đây là bắt nguồn từ Aladdin và cây đèn thần đó hả anh? Wow, đi từ trong câu chuyện cổ tích để ra ngoài đời luôn. Phần chế tác ra cái này là anh mua hay là... bình pha cà phê. Cái nguyên lý để làm như này là khi mà cái nước ở đây nóng nó sôi lên thì cái nước nó sẽ đẩy lên trên đây, nó làm chín cái nguyên liệu. Sau đó xong rồi chúng ta sẽ gấp nguyên liệu ra ngoài dĩa. Và cái nước súp này nó đã được ngọt hòa quyện từ con cá ngừ của tỉnh Phú Yên của mình. Và sau đó chúng ta ăn. Dạ, xí nữa em sẽ ebook cái địa chỉ nhà hàng của anh. Dạ. Nhất định phải đến một lần. Và bây giờ ban thẩm định sẽ tiếp tục đến với quầy ẩm thực tiếp theo với những món mắt cá ngừ nấu tiêu. Wow, nhìn phải nói là rất là trong trong cái phần súp. Dạ, rất là đẹp luôn. Dạ. Cảm ơn tiền bối. Rồi, chúng ta sẽ bắt gặp thêm cá ngừ lúc lắc khoai tây lắc phô mai, salad cá ngừ sốt mè rang, cá ngừ đại dương sốt bơ. Wow, làm cái phần băng này giống như cái tổ chim á, quá là tuyệt vời luôn. Sao mà nhìn tươi mát đến như vậy. Đó là hình ảnh chúng ta đến với cá ngừ ăn kiểu xứ nẩu, đúng chất xứ nẩu luôn, nó đẹp quá. Mắt cá ngừ kiểu Abed Mandala, chót đuôi cá nấu kiểu đồng bào ăn kèm khoai mì Sơn Hòa.
toàn là những sản vật của Phú Yên. Lươn cá ngừ áp chảo, sốt kiểu Phú Yên. Quá là tuyệt vời, những tác phẩm chế tác từ đá như thế này trưng bày lên khá là đẹp mắt. Nếu như những đá này làm nóng đi, anh Hải ha, rồi để cái miếng cá lên. Ôi trời ơi, khói khói lên nữa hả, nó làm nóng miếng cá. Lúc nào cũng ăn cảm giác tuyệt vời. Cảm giác như đi vừa đi thư giãn spa mà vừa ăn cá ngừ đại dương vậy đó. Dạ, em sẽ ghé ngay ngày mai. Rồi, chúng ta sẽ đến với các món tiếp theo. Cá ngừ cuộn, nấm kim châm, sốt tứ xuyên nè. Wow, chế biến những cái nấm này chiên ra rất là xù, rất là đẹp luôn. Lươn cá ngừ phi lê, sốt Singapore. Cá ngừ lúc lắc, sốt chua ngọt. Bao tử cá xào chua ngọt. Rất giản dị nhưng mà dân nghĩ rằng cái nào nó cũng có cái hương vị ngon riêng. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đi theo hành trình của ban thẩm định có các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là giám đốc sở văn hóa, quyền giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có những cái chia sẻ thêm về những sản vật của địa phương. Và chúng ta thấy rằng với một cái sản vật từ xưa đến giờ và bây giờ đã trở thành một trong những nguyên liệu có thể dân dã cũng có thể rất là sang trọng trong các nhà hàng, như là cá ngừ phi lê cuộn trái cây này. Trời ơi, phụ nữ ăn vô chỉ có đẹp trở lên thôi. Cá lườn cá ngừ áp chảo sốt trái bơ. Trời ơi, món này ăn giảm cân là đỉnh số dí luôn. Quá là ngon. Ai muốn dáng đẹp được cứ ăn các món bàn 12 nha mọi người. Và chúng ta lại tiếp tục bắt gặp súp cá ngừ khoai sọ hương quế tây. Wow. Salad cá ngừ với bơ trái Đà Lạt sốt chanh dây. Dĩa salad quá là bắt mắt luôn, ngon vô cùng. Mắt cá ngừ tìm đông trùng hạ thảo, ăn kèm với mì sợi củ Đà Lạt. Nhìn cái nước súp thôi là biết là rất là ngon. Việc chế biến mắt cá ngừ không hề đơn giản, để nó giảm độ tanh phải có công thức. Và các đầu bếp nắm vững các công thức này khi mà chúng ta ăn không bao giờ thấy ngán luôn. Đó, lúc nãy giờ dân đọc chưa có thấy trùng một cái tên nào luôn anh Hoàng. Chót đuôi cá ngừ kho riềng này. Nhìn ăn với cơm trời ơi nó ngon thôi rồi. Những món này ăn vào mùa đông chắc là chỉ có hao cơm thôi. Mắt cá ngừ ôm sấu đó, kết hợp với lại một hương vị từ Hà Nội này. Thân cá ngừ nấu chậm là có nghĩa như thế nào á nhỉ? Có nhiều cách mình cũng không có hình dung. Dạ, từ vùng miền. À, có nghĩa rằng là thân cá ngừ nấu chậm là anh ấy chia sẻ là nấu nhiệt độ 60 độ thôi. Và phải nấu trong vòng 1.5 tiếng đồng hồ mới ra món này. Phi lê cá ngừ cuộn chua cây. À, giờ là thấy cuộn lá cải tươi rồi, hôm nay thấy thêm cuộn chua cây và trang trí. Những cái quả rất là dễ thương. Rồi chúng ta đến với cái phần cũng khá là lạ lạ rồi. Cá ngừ phi lê nhúng mắm ruốc. Hồi giờ cũng chưa nghe đến. Mắm ruốc nấu ba rọi. Wow, cái này ăn. Ở bàn 14 thì chúng ta sẽ bắt gặp đây là một cái combo trong nhà hàng. Mỗi combo vào thì gọi từ cá ngừ thôi, có thể chế biến mỗi combo này đặt trên bàn. Thế là không cần dùng thêm những món khác nữa, quá là tuyệt vời. Và cái phần ống tre đây này nè, giữ nguyên hương vị. Và cái sốt bên trong nhìn khá là bắt mắt và ngon. Thêm cái phần gỏi bao tử cá ngừ mà với măng cục này là thấy là dân chưa có ăn nè. Mà món măng cục là cái món khoái khẩu.
Tiếp đến với bàn 13 chúng ta sẽ thấy đang tò mò xem làm sao làm thành cánh quạt như cái con sail này được nè. Hay quá, ép làm sao mà để cắt ra được những cái miếng cá khá là đẹp. Nhìn vào không hình dung, cứ tưởng đâu là miếng thịt luôn. Lươn cá ngừ sốt tương hàng, nếp cái hoa vàng mắm nấm cơm. Cái này quá đẹp. Cá ngừ cuộn rong biển, nấu chậm kèm mít non. Bây giờ em hiểu nấu chậm là gì rồi đó. Rồi. Cá tata và bánh ốc hạt hạt điều Phú Giáo. Cái này ăn hạt được luôn hả anh? Trời ơi, bóc thử coi. Răng chắc lắm. Salad cá ngừ kiểu sông bé. Wow, hấp dẫn quá. Xí nữa cho ebook địa chỉ để mà thưởng thức. Đi rồi mà cứ không nở tiếc quá. Có một bức tranh sơn thủy hữu tình được diễn ra tại đây. Gần ráng tiên xa. Và những cái phần trình bày thì Dân nghĩ rằng là quá là dễ thương, dân dã nhưng mà cũng khá là sang trọng. Đưa cái hương vị nhẹ nhàng của thiên nhiên vào các nhà hàng, đó là điều có lẽ là đội số 17 hướng đến. Như là chúng ta sẽ bắt gặp món phi lê cá ngừ chiên sốt mắm nhỉ. Nhìn hấp dẫn quá. Trong mỗi con ốc thiệt là bự luôn. Đó là cái phần trưng bày của cái món tim cá ngừ xào chua ngọt. Thiệt sự là đôi khi bây giờ chúng ta đâu có ăn bằng miệng không đâu, ăn phải bằng mắt nữa. Cái trưng bày càng đẹp, đặc biệt là phụ nữ khoái lắm. Cá ngừ một nắng với rau chua lẻ. Trời ơi, nói đến rau chua lẻ cái món mà mình khoái. Tim cá ngừ xào chua ngọt, mắt cá ngừ nấu mặn. Phần nước khá là trong. Cảm ơn Gần Ráng Tiên Sa, bức tranh sân thủy hữu tình đã đưa cái dân dã vào trong nhà hàng và thật là hiện đại, thật đẹp mắt. Wow, Hội Đầu Bếp Bình Định. Xin chào 78, xin chào 77. Lươn cá ngừ nướng đá ăn kèm với khoai tây muối. Cái miếng đá này là nóng mà để lên luôn hả anh? Khi mà mình ăn rồi đúng không? Là mình để mình nướng miếng đá nóng mình để lên luôn. Tìm những cái viên đá này có khó không? Mình lấy đá từ đâu ạ? Đá cuội từ suối trên núi. Chắc về nhà rồi mình cũng lơ lơ mình tìm viên đá về nhà mình cũng bỏ mình chế tác luôn. Rất là hấp dẫn. Cái phần muối nhìn khá ngon. Rồi, salad cá ngừ với bơ tươi và hạnh nhân. Khá đẹp. Quá là đặc sản. Và cái đặc sản đang định hỏi rồi, tại vì thấy nó khá là hấp dẫn khi nó lả lơi như vậy đó, thì là bún sông thần nấu chót đuôi cá ngừ. Tất cả mọi bộ phận của cá ngừ đều được chế biến rất là hoàn hảo. Không phải là Dân thảo mai đâu, nhưng mà chỗ nào Dân cũng thấy ngon hết. Dân khá là dễ ăn. Và đặc biệt cái tâm hồn ăn uống của Dân khá là cao nên chỗ nào Dân cũng thấy ngon. Và chúng ta thấy bao tử cá ngừ phá lấu. Trời ơi, phá lấu phải nói thiệt là món ruột của em á. Vào Sài Gòn phải ăn được phá lấu mới chịu nha. Ngon quá. Trời ơi, làm sao để bớt tiết nước bọt lại coi. Súp đậu gà cá ngừ di mai. Súp đậu gà này chắc là xay nhuyễn ra rồi nấu. Salad bơ xoài cá ngừ hầm nhừ. Chào. Cái món này thôi phụ nữ ăn chỉ có đường đẹp trở lên làm sao mà xấu được trời. Cá ngừ phi lê chiên xù sốt muối kiểu đi mai. Lườn cá ngừ lúc lắc hạt điều. Quá là đã. Ôi. Sao giống như nhà hàng dim sum nào đó mình bắt gặp vậy đó. Cái sẩn nó dễ thương quá. Món gì đây? Cá ngừ xông rượu quán đế. Wow. Salad cá ngừ xông rượu quán đế. Cái này hay nè. Nhìn là nó rất là ngon và nó không có ngán nè. Xông rượu. Ôi tuyệt vời quá. Ăn xong là khỏi uống rượu cũng thấy say say. Cá ngừ nướng đá. Ôi cái phần đá này quá đẹp luôn.
cá ngừ steak trên đá Ba San, cá ngừ Bitopia tuyệt vời, một cái bàn ăn khá là hấp dẫn và trọn vị. Lươn cá ngừ hấp bông bí, chóp đuôi cá ngừ chiên lá lốt, thăn cá ngừ nướng ớt sim núi, rất là đậm đà. Cá ngừ áp chảo salad rau mùa Phú Yên, có những hành trình không thể nào bỏ qua, bởi vì cá ngừ hấp chanh ớt ăn kèm miếng dông này, cá ngừ phủ mè sốt ớt và dừa và dứa, súp cá ngừ nấu mặn, salad cá ngừ sốt chanh dây, làm như Vinh Nghinh Phong. Và chúng ta sẽ và gần như đến với hành trình cuối, thay mặt ban tổ chức, dân xin mời tất cả các đầu bếp của các đội, chúng ta sẽ đứng ngay tại cái quầy trang trí gian hàng của mình, quầy ẩm thực của mình, để chúng ta có tấm ảnh lưu niệm. Xin được mời tất cả các đầu bếp đại diện cho đội, chúng ta sẽ đứng tại ngay đúng cái quầy của mình để sẽ có một cái tấm ảnh lưu niệm. Mì Ý cá ngừ sốt cà chua lá quế, lườn cá ngừ áp chảo, sushi nước tương. Thứ 9, tiếp theo chúng ta đến súp cá ngừ nấu ớt chuông đỏ, salad cá ngừ, cà chua cá ngừ, lườn cá ngừ nhúng giấm, quay cá nướng muối ớt, cá ngừ nướng lá lốt, cá ngừ hỏa diệm sơn. Và bây giờ, Phú Yên chào Bến Tre, quá là tuyệt vời. Dạ, Phú Yên yêu Bến Tre, cá ngừ đại dương kho rau mấp mie, tên rau lạ quá và hấp dẫn quá. Cá ngừ đại dương áp chảo sốt cam ăn kèm salad sứ dừa. Thêm món nữa là gỏi dừa bông bần trộn cá ngừ đại dương Phú Yên, cá ngừ đại dương cuộn cơm gạo lứt. Đó là hành trình cộng dân đã chính thức là review tất cả 101 món cá ngừ đại dương. Xin được mời tất cả các đầu bếp chúng ta sẽ đứng về vị trí. Và bây giờ xin được mời tất cả các đơn vị chúng ta sẽ về lại vị trí. Xin được mời tất cả các đầu bếp chúng ta sẽ về vị trí để không gian thật thoáng và đẹp, để khán giả từ xa có thể, chúng ta về vị trí ghế ngồi ạ. Đã có những cái tấm ảnh đẹp, rất là đẹp. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý khán giả và tất cả các đầu bếp chúng ta sẽ về vị trí ghế ngồi để chương trình của chúng ta đến với các hạng mục tiếp theo. Chúng ta sẽ còn cả một khung thời gian để chụp ảnh ngay bây giờ. Để đảm bảo timeline của chương trình, xin được mời quý khán giả và tất cả các đầu bếp chúng ta về vị trí ghế ngồi bên dưới để chương trình được tiếp tục diễn ra. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa chúng tôi xin được mời tất cả các đầu bếp cũng như là nhân dân, chúng ta sẽ về lại vị trí ghế ngồi ban tổ chức đã sắp xếp để chương trình sẽ đến với các hạng mục tiếp theo. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta vui lòng khẩn trương giúp cho em ạ. Và thưa quý vị, sau một hành trình của ban kiểm định và xác lập thì ngay bây giờ ban tổ chức vinh dự giới thiệu và kính mời ông Cẩm Thiên Long, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, chuyên gia độc lập thẩm định, sẽ có đôi lời chia sẻ, động viên tinh thần của tất cả các đầu bếp đã tham dự trong 25 đội ngày hôm nay. Trân trọng và vinh dự kính mời.
thưa quý vị, đến với diễn đàn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là ông Chiêm Thành Long, phó giám đốc trung tâm chuyên gia độc lập thẩm định. Chúng ta dành một tràng vỗ tay với sự thẩm định vô cùng chuyên nghiệp và rất là khách quan. Xin được mời phần ý kiến chia sẻ của anh. Dạ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa tất cả các quan khách và đặc biệt nhất là các bạn đầu bếp có mặt ngày hôm nay. Tôi xin phép mà có một số ý kiến về cái 101 món cá ngừ trong cái buổi trình diễn ngày hôm nay. Thì thật ra tất cả 101 món mà chúng ta thấy ngày hôm nay phải nói là rất là xuất sắc. Cái sự sáng tạo, cái sự chế biến và những cái món ăn đã được trình bày, chúng ta thấy là một cái nỗ lực của tất cả các đầu bếp, không riêng của Phú Yên mà tất một số các tỉnh thành khác đã cùng về đây, hội tụ về đây và cùng nâng cao cái ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là cái món cá ngừ. Thì chúng tôi có tổng kết có tất cả là 27 cách chế biến, từ món ôm, món xà lách, món sốt, món nấu, rồi món cuốn, món áp chảo, món rang, món xông khói, vân vân và vân vân. Có nghĩa là rất nhiều cái cách để chế biến, như cái mắt cá ngừ có trên 5 cách để chúng ta là chế biến ở đây, chứ không phải chỉ có một cái món là tiềm thuốc bắc thôi. Cho nên là cái sự đa dạng phong phú rồi hoặc là cái cách sashimi, hoặc là những cái cách mà áp chảo, cái cách nướng trên đá phải nói rất là đặc biệt và sáng tạo của các đầu bếp. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là cái sự trang trí và cái trình bày để cho món ăn nó hấp dẫn, chúng ta cũng thấy rằng nó rất là đặc biệt. Cũng như là chúng ta thấy là cái đội số 7 có cái món súp Aladdin, có nghĩa là chúng ta thấy là giống như cây đèn thần, và cái cách sáng tạo của họ để làm một cái món ăn cho ngon và hấp dẫn hơn. Hoặc là cũng như cái món mà cái sông rượu mà quán đế bằng một cách rất là dân tộc, bỏ vô trong cái siêu để chúng ta xông động là cũng ra được một cái món. Thì cho nên là cái sáng tạo của các đầu bếp chúng ta là không bao giờ ngừng. Rồi một cái nữa mà chúng tôi cũng muốn ghi nhận đó là cái nguyên liệu phụ. Có tới 36 cái nguyên liệu đặc biệt để mà đưa vào, thí dụ như là cái thanh long nè, cái quả thanh long, rau rừng, lá é, lá cốc, rồi ngay cả đến than tre. Cái than tre cũng đưa vào để mà chế biến, và thật ra cái than tre cũng vừa có một cái màu sắc nhưng cũng rất tốt cho cho sức khỏe cái thực khách, để tạo cái tiêu hóa tốt hơn. Hoặc là rong biển, mít non, ngay cả những món ăn có đưa cả mì Ý, có những cách chế biến theo kiểu Ý hoặc là kiểu Mexico, kiểu Mỹ cũng có. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái sự sáng tạo và cái đa dạng vậy và đảm bảo được rằng là chúng ta có được 101 món ăn từ cá ngừ, và rất là đẹp, rất là sáng tạo, mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ là ngon, trước mắt là ngon mắt rồi, còn ngon miệng thì chúng ta sẽ tính tiếp đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái đà này thì chúng ta có thể lần sau chúng ta sẽ phá kỷ lục của chúng ta, có nghĩa là không phải 101, có thể 150, 160 hoặc thậm chí là 200 món. Và tôi nghĩ rằng là cái chuyện này chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Thì với sự nỗ lực của các đầu bếp và nỗ lực của mọi người thì tôi tin chắc rằng là lần sau chúng ta sẽ phá kỷ lục của chúng ta. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn đại diện hội thẩm định đã có những chia sẻ rất là sát thực tế, và thật sự những món hấp dẫn vô cùng đã được đánh giá bởi chuyên gia thẩm định cũng như là tất cả chúng ta ngày hôm nay, 101 món. Kính thưa quý vị,
để xây dựng và quảng cáo hình ảnh món ăn đặc sản giá trị ẩm thực từ cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên đến 63 tỉnh thành trong cả nước, bổ sung vào thực đơn ẩm thực Việt Nam nói chung và của Phú Yên nói riêng. Và đây cũng là sân chơi giao lưu kết nối ẩm thực các địa phương cũng như các tỉnh bạn trên toàn quốc, đưa ra các sản phẩm cá ngừ đại dương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, tạo ra một diễn đàn chia sẻ công thức chế biến từ cá ngừ đại dương cùng các nhãn hàng gia vị nổi tiếng trong cả nước. Tại sự kiện ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình này. Rất mong trong thời gian tới, với những sự kiện văn hóa ẩm thực Phú Yên tổ chức, các nhà tài trợ, các nhãn hàng, các hội đầu bếp, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ. Và ngay bây giờ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời các đơn vị tài trợ hỗ trợ lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương và giấy chứng nhận từ ban tổ chức tỉnh Phú Yên. Vinh dự được chào đón đơn vị tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Lập. Vinh dự chào đón công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Đắc Lộc. Vinh dự chào đón công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Du lịch Bitopia. Vinh dự chào đón công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Sao Việt. Vinh dự chào đón công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Trí Việt Phát, nhãn hàng Gungon. Trân trọng chào đón công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số Kiến thiết Phú Yên. Trân trọng chào đón công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Phú Yên Co-op Tuy Hòa. Vinh dự chào đón doanh nghiệp tư nhân vẽ quảng cáo Anh Đức. Và vinh dự chào đón Hợp tác xã Nông nghiệp Du lịch Cộng đồng An Mỹ. Chào đón các đơn vị tài trợ cho chương trình lên sân khấu trong một tràng vỗ tay của chúng ta. Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên lên trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời. Thật lớn và ghi dấu trong một tấm ảnh lưu niệm tuyệt vời. Cảm ơn các nhà tài trợ đã luôn đồng hành giúp sức cho các chương trình ẩm thực thành công. Xin cảm ơn và xin mời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và quyền Giám đốc Sở Văn hóa sẽ nán lại sân khấu để tiếp tục trao kỷ niệm chương cho các đơn vị đầu bếp về tham gia. Xin được mời các đơn vị, chúng ta sẽ khẩn trương. Hội đầu bếp tỉnh Kon Tum xin được mời ông Nguyễn Đức Hoàng, ông Nguyễn Thiện Hòa, ông Nguyễn Chí Quang Đức. Xin mời hội đầu bếp tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hoàng Nghi, ông Trần Quang Khải, ông Dương Thanh Đạo. Hội đầu bếp tỉnh Khánh Hòa xin mời ông Nguyễn Văn Hoàng, ông Vương Hồng Nghĩa, ông Nguyễn Trường Huynh. Hội đầu bếp tỉnh Bình Định xin mời ông Huỳnh Quang Viên, ông Trần Kỳ Tích, ông Võ Minh Nhất.
Thưa quý vị, thêm một tràng vỗ tay thật lớn để dành đến cho những nỗ lực về tham dự trong phần trình diễn ẩm thực từ các đầu bếp của chúng ta. Xin cảm ơn, xin mời lãnh đạo sẽ nán lại thêm giây phút nữa và cảm ơn các đầu bếp đến từ các tỉnh bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận đến cho Hội Đầu Bếp tỉnh Khánh Hòa. Xin mời ông Lê Nguyên Thảo, ông Dương Văn Đại, ông Nguyễn Phú Trí. Xin mời Hội Đầu Bếp tỉnh Bình Định, ông Phạm Ngọc Khương, ông Huỳnh Tấn Dũng, bà Dương Thị Quỳnh. Hội Đầu Bếp thành phố Hồ Chí Minh xin mời ông Lâm Quang Lộc, ông Đới Ích Hòa, ông Hà Văn Hoàng Khang. Hội Đầu Bếp thành phố Hồ Chí Minh, Hội Đầu Bếp thành phố Hồ Chí Minh tiếp theo chúng tôi cũng xin mời ông Đào Thiện Minh, ông Đặng Quang Trường, ông Huỳnh Khải Đạt. Xin trân trọng kính mời. Tôi cũng xin được mời Hội Đầu Bếp thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi và Hội Đầu Bếp quận nhất. Chúng ta sẽ tập kết về cánh phải của sân khấu để sẵn sàng lên sân khấu thật nhanh ạ. Đây là những chiến sĩ thầm lặng ở trong bếp. Thế nhưng mà ngày hôm nay thật rạng ngời với những nụ cười của họ và sự tươi ngon từ những món ngon mà họ đã mang đến cho phần trình diễn ngày hôm nay. Và họ xứng đáng nhận một tràng vỗ tay thật lớn của chúng ta để cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời ban lãnh đạo sẽ nán lại để tiếp tục chúng ta sẽ trao chứng nhận và kỷ niệm chương đến Hội Đầu Bếp thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời ông Lưu Chí Bánh, ông Lưu Gia Nghiệp, ông Nguyễn Phước Duy. Xin mời Hội Đầu Bếp tỉnh Phú Yên, ông Lâm Văn Tấn, ông Trần Quốc Tú, ông Đặng Văn Cư. Xin mời Hội Đầu Bếp tỉnh Quảng Ngãi, ông Phan Thanh Trường, ông Trần Anh Minh và ông Nguyễn Trung Tây. Xin mời Hội Đầu Bếp quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Ngọc Hoang, bà Trần Thị Thùy Dung và ông Trần Văn Công. Xin mời các anh chị. Xin mời ạ. Ở đợt 5 chúng tôi xin được mời Hội Đầu Bếp tỉnh Bình Dương chuẩn bị. Hội Đầu Bếp tỉnh Lâm Đồng và Hội Đầu Bếp Nha Trang. Đợt 5 xin mời Hội Đầu Bếp tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng và Nha Trang. Chúng ta sẽ tập kết về cánh phải của sân khấu hoặc là cánh trái của sân khấu, thuận theo lối các anh chị đang ngồi, để chúng ta có thể sẵn sàng lên sân khấu nhanh nhất. Hội Đầu Bếp Bình Dương, Nha Trang và Lâm Đồng chuẩn bị ạ. Cảm ơn các ekip hình ảnh trong chương trình rất là chỉnh chu và chu đáo để có những tấm ảnh đẹp nhất trong phần quảng bá của chúng ta, và cảm ơn các đơn vị. Ngay bây giờ xin được mời Hội Đầu Bếp tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Quốc Trường, ông Đỗ Minh Nhật, ông Lê Nhật Trường. Hội Đầu Bếp tỉnh Bình Dương tiếp tục xin mời ông Nguyễn Văn Thông, ông Châu Chí Thanh, ông Nguyễn Nam Lộc. Hội Đầu Bếp Nha Trang xin mời ông Võ Tùng Lâm, ông Trần Thành Tín, ông Nguyễn Đặng Hữu Tín. Hội Đầu Bếp tỉnh Lâm Đồng xin mời ông Hoàng Nghĩa Tịnh, ông Diệp Phương Khanh và ông Đoàn Thanh Điền. Xin mời và xin chào đón các đầu bếp của chúng ta. Trong đợt tiếp theo xin được mời Hội Đầu Bếp tỉnh Bình Định chuẩn bị. Đồng hành với Hội Đầu Bếp tỉnh Bình Định xin mời Hội Đầu Bếp thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng sẽ chuẩn bị. Và xin mời Hội Đầu Bếp tỉnh Phú Yên chúng ta cũng sẵn sàng để lên sân khấu nhanh nhất ạ. Trong đợt tiếp theo xin mời Hội Đầu Bếp Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Yên.
Và đừng quên một tràng vỗ tay thật lớn của chúng ta dành đến cho sự nỗ lực tuyệt vời của họ với sự đẹp mắt ngày hôm nay trong các món ăn. Xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn các bạn. Và xin mời hội đầu bếp tỉnh Bình Định, ông Trần Văn Út, ông Lê Anh Huy, bà Từ Kiều Trâm. Hội đầu bếp tỉnh Bình Định xin tiếp tục mời ông Trần Đình Được, ông Đặng Nguyễn Phi Vũ, bà Trần Thị Tâm. Hội đầu bếp thành phố Hồ Chí Minh xin mời ông Nguyễn Đức Văn Vũ, ông Nguyễn Tuấn Thành, ông Nguyễn Văn Cương. Hội đầu bếp tỉnh Phú Yên xin mời ông Mai Tấn Linh, ông Nguyễn Quốc Thịnh và ông Phạm Ngọc Hiện. Xin mời. Thưa quý vị, đây giống như một cái phần ra mắt của tất cả những bàn tay tài hoa trong nghệ thuật ẩm thực, nấu ăn. Tiếp theo xin được mời hội đầu bếp tỉnh Bến Tre, Phú Yên, Đồng Nai và Bình Dương. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, Bến Tre, Phú Yên, Đồng Nai và Bình Dương sẽ chuẩn bị. Và từng từ chối một tràng vỗ tay thật là lớn để ghi nhận sự tuyệt vời của họ ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin được mời hội đầu bếp tỉnh Bến Tre, ông Hồ Thành Sơn, ông Phan Duy Thanh, ông Lê Văn Ngoan. Hội đầu bếp tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Mạnh Thuật, ông Phan Thành Đạt, bà Trần Thị Thu Thủy. Hội đầu bếp tỉnh Đồng Nai xin mời ông Nguyễn Thành Long, ông Lê Thanh Tùng. Hội đầu bếp tỉnh Bình Dương xin mời ông Phạm Vũ Nguyên, ông Nguyễn Minh Nhí và ông Đặng Văn Tuấn. Xin cảm ơn và xin mời. Và đợt tiếp theo xin được mời hội đầu bếp tỉnh Phú Yên cũng như các đầu bếp trình diễn cắt tỉa chương trình phi lê cá ngừ cooking show. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng để lên sân khấu đón nhận kỷ niệm chương cũng như là chứng nhận từ chương trình ngày hôm nay. Những tràng vỗ tay liên tục từ tất cả quý vị đã dành đến cho các đầu bếp tài hoa của chúng ta. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ xin mời hội đầu bếp tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Văn Sang, ông Lê Nguyên, ông Bùi Văn Thân. Các đầu bếp đã trình diễn cắt tỉa chương trình phi lê cá ngừ và cooking show. Ông Nguyễn Tấn Tài, ông Lê Việt, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Lê Văn Hải thuộc hội đầu bếp tỉnh Phú Yên. Và xin mời ông Nguyễn Thành Tuấn thuộc hội đầu bếp tỉnh Đồng Nai cũng sẽ đồng hành trong những giây phút mà chúng ta được chính thức tôn vinh những thành quả chúng ta đã góp vào để chương trình ngày hôm nay thành công, hoàn hảo và tuyệt vời. Xin mời. Để 2 tiếng đồng hồ diễn ra đẹp mắt, hấp dẫn và làm cho chúng ta cảm giác nao nức, luôn luôn muốn gắn bó với Phú Yên, thì tất cả họ đã có những sự đóng góp vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo, xứng đáng đón nhận thêm một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt từ tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã đồng hành trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận đến cho các đơn vị cũng như các đầu bếp của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân tỉnh nhà, ngày hôm nay tại thành phố Tuy Hòa xinh đẹp,
các đầu bếp đến từ khắp nơi trên mọi miền đất nước Việt Nam đã hội tụ về đây, chung tay và xây dựng cũng như quảng bá hình ảnh các món ăn đặc sản với giá trị ẩm thực đến từ cá ngừ đại dương. Sự kiện đã ghi nhận 25 đội với hơn 75 đầu bếp tham gia chế biến và trình diễn 101 món cá ngừ đại dương, bổ sung vào thực đơn ẩm thực Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng, đưa sản phẩm cá ngừ đại dương đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Kính thưa quý vị, kể từ khi thành lập đến nay, tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkin đã tìm kiếm và xác lập cho gần 3.000 kỷ lục cho các cá nhân và đơn vị tại Việt Nam, vinh danh nhiều tác phẩm, công trình, sự kiện tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, từ đó quảng bá và tôn vinh các giá trị đặc biệt của đất nước và con người Việt Nam. Trong sự kiện ngày hôm nay, với mong muốn có thể giới thiệu, quảng bá các giá trị cá ngừ đại dương, tỉnh Phú Yên đã kết hợp với các đơn vị nhà tài trợ và đồng hành để tạo ra một sự kiện đặc biệt, sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ cá ngừ đại dương nhiều nhất Việt Nam. Ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, thay mặt Tổ chức Kỷ lục Việt Nam lên công bố quyết định về việc xác lập kỷ lục Việt Nam đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. Xin trân trọng kính mời. Quý vị đại biểu trung ương các tỉnh thành phố, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo sở ban ngành của tỉnh, kính thưa quý vị quan khách, thưa các cơ quan thông tấn báo chí cùng bà con nhân dân có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Phú Yên cũng có những lợi thế riêng và đặc trưng về nghề câu cá ngừ đại dương cùng nền văn hóa ẩm thực phong phú. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên đã kết hợp các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ gửi tới Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietking để xác lập kỷ lục sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ cá ngừ đại dương nhiều nhất Việt Nam. 101 món ăn đã được các đầu bếp chế biến hết sức công phu từ các thành phần chính của cá ngừ, kết hợp cùng các nguyên liệu đậm chất quê nhà Phú Yên. Hơn cả những thông số kỷ lục, chúng tôi đánh giá cao ý tưởng cũng như sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của ban tổ chức, đội ngũ chuyên gia, nghệ nhân, văn hóa ẩm thực tham gia cố vấn cho chương trình cùng tay nghề của 75 đầu bếp đến từ 25 tỉnh thành trong cả nước. Sự kiện đã góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực đặc sản của Phú Yên trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa du lịch Phú Yên với chủ đề Cá ngừ đại dương tinh hoa của biển. Sau khi trực tiếp chứng kiến và ghi nhận các thông số, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức có quyết định công nhận kỷ lục Việt Nam đối với sự kiện này. Và ngay sau đây tôi xin đại diện công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam. Hội đồng xác lập kỷ lục, xin lỗi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hội kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam số 2794 KLVN 2022, thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 7 năm 2022. Quyết định về việc xác lập kỷ lục Việt Nam, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam căn cứ quy trình xác lập kỷ lục Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, căn cứ đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tại bộ hồ sơ tài liệu đã cung cấp, căn cứ quá trình kiểm tra, thẩm định trực tiếp của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, xét đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, quyết định. Điều 1. Chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung Cá ngừ đại dương tinh hoa của biển, sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ cá ngừ đại dương nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục được trao tặng đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2022. Điều 2, kỷ lục này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống kỷ lục Việt Nam, được ghi vào các ấn phẩm kỷ lục hàng năm và thông báo đến cộng đồng kỷ lục gia trên toàn quốc. Điều 3, đơn vị sở hữu kỷ lục này có trách nhiệm quảng bá hình ảnh kỷ lục Việt Nam trong nước và quốc tế. Hội đồng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trần Trường An đã ký.
Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng tỉnh Phú Yên đã xác lập thành công kỷ lục Việt Nam. Đây là một trong những kỷ lục ấn tượng nhất về ẩm thực đặc sản ở các vùng miền của Việt Nam, là sự tổng hòa của sự phong phú, đa dạng về nguyên liệu, cách chế biến, vừa dân dã, mộc mạc nhưng lại rất đỗi hiện đại, sáng tạo để bắt kịp xu thế ẩm thực chung của thế giới. Với vai trò là đơn vị duy nhất công bố xác lập các kỷ lục tại Việt Nam, được sự bảo trợ về mặt pháp lý toàn cầu của Viện Kỷ lục Thế giới, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Việt Kinh tự hào khi được đồng hành cùng tỉnh Phú Yên cũng như các địa phương trong cả nước để lan tỏa những giá trị nổi bật của đất nước và con người Việt Nam đến các du khách trong và ngoài nước. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đến ban tổ chức, các chuyên gia, nghệ nhân, các đầu bếp và các thành viên liên quan đã góp một phần rất lớn để mang kỷ lục Việt Nam về cho tỉnh Phú Yên. Một kỷ lục mới được xác lập tại Phú Yên cũng là một bước quan trọng để tiếp tục khẳng định Việt Nam xứng đáng là bếp ăn của thế giới. Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng và cảm ơn. Xin cảm ơn phần công bố quyết định và xin được mời bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc sẽ nán lại sân khấu. Và chúng ta sẽ chính thức đến với nghi thức trao kỷ lục Việt Nam, thời phút quan trọng nhất trong chương trình ngày hôm nay. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền giám đốc sở, và ông Nguyễn Ngọc Thái, phó giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên lên đón nhận kỷ lục Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng kính mời tiến sĩ Thân Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cũng lên sân khấu để trao bằng kỷ lục và huy hiệu kỷ lục Việt Nam đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. Xin trân trọng kính mời. Kỷ lục món ngon với cá ngừ đại dương tại tỉnh Phú Yên. Cảm ơn và xin chúc mừng, xin mời chúng ta sẽ nán lại sân khấu để trong thời phút này chúng tôi vinh dự và kính mời đồng chí Đào Bảo Minh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, và trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Mỹ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sẽ lên tặng hoa đến hội kỷ lục gia Việt Nam Việt Kinh. Xin trân trọng kính mời. Và cũng trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ cũng sẽ lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với thời phút đặc biệt nhất của chương trình. Xin được mời ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên cũng sẽ đồng hành chúc mừng thời phút này, bởi vì đây là nền tảng để chúng ta quảng bá và xúc tiến cho du lịch tỉnh nhà phát triển và hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Đây là bức ảnh vô cùng đẹp, vô cùng hoàn hảo, vì chúng ta đã chính thức sở hữu kỷ lục tuyệt vời này từ Việt Kinh. Một tràng vỗ tay thật lớn cho thành quả của tất cả chúng ta. Xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cảm ơn quý đại biểu và cảm ơn Hội Kỷ lục gia Việt Nam Việt Kinh rất nhiều. Thưa quý vị, để có một chương trình không dễ dàng gì mà hội tụ 25 đội với 75 đầu bếp, với những trang phục vô cùng đẹp, với những chiếc mũ đầu bếp do Gôn đã tài trợ cho chương trình. Thì bây giờ chúng tôi mong muốn sẽ có một tấm ảnh với tất cả các đầu bếp ở trên sân khấu này. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta khẩn trương
di chuyển để xếp đội hình, chụp một cái tấm ảnh đẹp nhất và với phần quay từ Flycam để chúng ta bắt trọn những khoảnh khắc ghi dấu 75 gương mặt các thành viên đã về tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả các bạn khẩn trương. Xin mời bộ phận ban tổ chức, chúng ta sẽ hỗ trợ mời tất cả các bạn còn chụp ảnh ở bên ngoài. Chúng ta di chuyển thật nhanh lên sân khấu. Và trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chương trình có chuẩn bị một buổi tiệc thân mật với tất cả các món ngon chế biến từ cá ngừ đại dương ở tại nhà hàng của Vitovia. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cũng như quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta sẽ vào bên trong nhà hàng để chúng ta chuẩn bị thưởng lãm các món ngon từ sự chế tác từ các đầu bếp đến các nơi trong cả nước. Xin mời tất cả các bạn, các anh sẽ lên sân khấu. Mình lên trước, ai mà đến trước thì lên trước đã. Còn mình thích ngồi vị trí trung tâm thì mình cứ ngồi, set up sẵn sàng. Ai đến sau là đi hai bên cánh gà để tiến lên. Rồi. Cho em làm cái trái tim đi. Đây. Rồi. Ở bên trước là sẽ ngồi cái hàng đầu tiên. Yên tâm, ở sau cũng sẽ thấy hết, bởi vì Flycam sẽ bay lên trời và chụp, chúng ta chụp ảnh lại từ màn hình nữa. Sẽ rất là tuyệt vời trong cái khoảnh khắc này. Rồi. Rồi, cái hàng áo đỏ là sau áo đỏ, đúng rồi. Không không, hàng áo đỏ sẽ qua chỗ này nữa nè. Đó, em qua chỗ này nữa. Cho nó cân đối, đúng rồi, xuống luôn. Một hàng luôn, thấp xuống luôn, thấp xuống luôn. Đó. Rồi. Rồi, các ekip quay phim chụp ảnh, chúng ta hướng dẫn giùm cho tất cả các đơn vị. Tấm ảnh này là tấm ảnh vô cùng là tuyệt vời với sự ghi dấu, sự có mặt của tất cả chúng ta. Em nguyện làm cái nhân thôi chứ em không có làm gì. Và xin được mời ban giám khảo, chúng ta sẽ nhường lối cái vị trí, chúng ta sẽ nhường lối vị trí ngay chỗ vị trí cảm nhân này, cái hàng chỗ dân đứng lên và di chuyển ra sau hàng áo đỏ giúp em, để cho vị trí ban giám khảo, ban giám khảo ngồi chỗ nào hợp lý nha. Ban giám khảo sẽ đứng hai bên cân đối. Em xin được mời Hội Kỷ lục gia Việt Nam có được thành công ngày hôm nay, trân trọng cảm ơn sự nhìn ghi nhận thấu đáo từ tất cả các anh chị về đến cho chương trình. Rồi, cho dân quang xíu để dân mời các anh chị lên để có một cái tấm ảnh. cảm ơn các anh. Rồi, đẹp quá. Từ em xem. Anh áo đen ra ngoài với anh áo đen luôn. Ở bên sau nữa. Áo đen mà đứng sau là nó khuất đó. Ra chỗ ánh sáng cho nó tỏ hơn. Rồi, em đã có vị trí đẹp rồi. Xin được mời tấm ảnh này... chắc chắn là phải có sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo cũng như là ban xác lập kỷ lục. Ban tổ chức rất là vinh dự nếu tấm ảnh này có sự có mặt của đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, cũng như đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí quyền giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch, đồng chí Nguyễn Ngọc Thái phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch. Và xin được mời anh Chim Thành Long, xin mời các anh chị trong Hội Kỷ lục gia Việt Nam cũng sẽ lên sân khấu. Dạ, à đây vô đây chị Minh ơi vô đây. Dạ, anh Mỹ qua bên anh Mỹ ở bên đó. Dạ, chị Thái vô luôn. Đó. Rồi, em mời anh Long. Giống như có một sự phân biệt không hề nhẹ, nam đi qua bên kia hết, nữ bên này. Rồi. Rồi, bây giờ 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ giơ ngón tay cái nhẹ nhẹ thôi nha. Đừng có tránh cái tình trạng mà che luôn những gương mặt xinh đẹp của nhân vật khác nha. 1, 2, 3, cười thật là tươi và giơ ngón tay cái. Tình yêu chúng ta dành đến cho Phú Yên và đến cá ngừ đại dương là số 1. Cảm ơn tất cả, và tình yêu của Phú Yên dành đến cho các đơn vị bạn là số đặc biệt. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cũng như các đơn vị xác lập kỷ lục Việt Nam đã đồng hành trong một tấm ảnh rất là tuyệt vời. Và xin được mời tất cả các đơn vị, xin mời các đầu bếp cũng như là ban lãnh đạo sẽ vào bên trong không gian cái nhà hàng kề bên cái khu vực chế tác ở bên trong của Vitovia, với sự hướng dẫn từ ban tổ chức để chúng ta đến với buổi tiệc giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay.
Rồi mỗi đơn vị là chúng ta sẽ có khoảng 30 giây để chụp ảnh thôi nha, khẩn trương nha, rồi để đơn vị khác. Sau đó mời tất cả 75 thành viên của hội đầu bếp các tỉnh chúng ta cũng sẽ vào bên trong tham dự buổi tiệc từ ban tổ chức. Rồi 3, 2, 1, cười thật tươi và trả sân khấu cho đơn vị khác. Rồi đơn vị nào chụp hình thì chúng ta đi lên lối từ bên hông, đơn vị giờ chụp xong đi xuống từ lối giữa. Cứ như vậy các anh chị khẩn trương để rồi chúng ta đúng bữa cơm chiều chúng ta sẽ vào bên trong dùng tiệc với ban tổ chức. Xin được cảm ơn rất nhiều. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, bà con nhân dân cùng tất cả các đầu bếp đến từ 25 đơn vị, 75 thành viên đã về tham dự trong chương trình ẩm thực xác lập 101 món ăn từ cá ngừ đại dương tỉnh Phú Yên. Và chương trình của chúng ta diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ, thật sự trọn vẹn, thật sự tuyệt vời, mãn nhãn với phần chế tác các món ngon từ cá ngừ đại dương bởi tất cả các đầu bếp chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Nhưng ngày hôm nay, Phú Yên vô cùng hạnh phúc và tự hào và nói lời cảm ơn trọn vẹn nhất đến đơn vị Việt Kinh đã có phần vinh dự và công bố vô cùng tuyệt vời và khách quan dành đến cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, quý vị khách quý, bà con nhân dân và các hội đầu bếp từ tất cả các tỉnh trong cả nước đã về tham dự và tạo ra một dấu ấn đặc biệt cho sự kiện vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Xin được kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi chặng đường đến tất cả chúng ta. Xin thân ái chào tạm biệt và trân trọng cảm ơn.